Ok, xin chào các bạn, mình là Thỏa Minh đây. Và mình cũng đã muốn quay lại chế độ của mình. Và mình đã trở lại tự game Identity File. Đó. Để chào mừng sự trở lại này. Chúng ta sẽ chơi Kisa nha các bạn. Và hãy nói dạo này không chơi trò này nhiều lắm bạn ơi. Tại vì mình phải đi du lịch nè. Đi du lịch về xong rồi bị bệnh á. Tiêu chảy kia trời ơi. Là mình không có thời gian đi quay má thầy ước trời. Video gần nhất của mình đây là một tựa game bắt cua nha các bạn đó. Hồi nãy thích thì hãy like và subscribe chứ like video đi đó. Còn video này thì trước khi ta vô game mà không ta vô bà rồi, chúng ta bạn hãy like, subscribe, ấn chuông, chia sẻ nếu bạn thấy thích video này. Và vì nếu như bạn không làm việc đó thì chắc chắn sẽ người khác làm thôi. Ok, đấy, cùng giờ bắt đầu trận đấu. Chào mừng sự trở lại của đầy lợi hại của mình nào. Em coi. Đấy là sưng sức đây các bạn. Ok, đó. Mới đầy vô, di chuyển rất là lẹ nha các bạn. Đó, dạo này bên game nó top hơn rồi các bạn ơi. Như bạn thấy, bên nó top rồi. Đây, giờ mình rất là sưng sức mỗi một trận đấu đây. Bắt đầu nè. Ok, từ để mình nè. Tiện thấy máy nè, tiện thấy FPS nó cao quá các bạn. Thấy nó lắc sao quá. Sao? Mới ổn không bạn? Để tiếp tục đi nè. Giá thông đầu tiên. Bay đến bước bước tù. Ok, cuộc phát rất là đau đớn. Rồi bắt đầu rồi, để lúc em phát được. Phải cẩn thận các bạn. Nó đang đứng chỗ này phải nói là đi qua cái là nguy hiểm các bạn. Vậy để mình xem mình bay vào đâu nè. Không được rồi. Ê, sao bất bại không được vậy? Rồi vậy đi. Bay qua. Ê, không dính. Mình nhanh tay quá, không dính. Rồi. Ê, phá quán thôi chứ được. Ê, quay lại kìa. Chị đây bị gì vậy? Tự nhiên quay lại chứ lại trời. Ôi vậy đó là chị phải chạy đi kiếm cơ hội nhưng mà chị đã không làm vậy. Lên ghế nha chị. Pin. Ok thì ở trong màn này có cô gái mù và con người đấm nhiễm nha các bạn. Hai con này là hai con sửa máy nhanh nhất, ta phải đi bắt nó trước. Ok, bên đây có thằng đấm nhiễm nè, có gì chỉ mà bể nó các bạn. Chứ giờ không canh được canh nó sửa máy hết nữa. Không chịu nhìn lại à. Ok, gặp phải người mới chơi ở lại. Sao? Ê, gì đây? Trời ơi, lỗi sai của người mới chơi. Làm gì đặt sớm vậy bạn? Sớm vậy chứ sớm các bạn ơi. Quên. Với con này chạy nhanh mức nào? Mày trời ơi. Không được rồi. Thằng này không biết nhìn lại luôn các bạn. Trời mấy người chơi giỏi ta. Năm đầu thì chết chứ chứ không bị quay lại gì luôn. Trời ơi. Xui vậy chị, xui vậy anh. Có ghế đây, cái bàn tay đằng kia là cái chuyện xảy ra đó. Nên để thoát được rồi nhưng mà nhất được này nên tiện phá luôn đống bá này luôn đấy. Win đứng phóc vậy mày chạy không nổi đâu chết rồi, nằm xuống. Everybody get down now nè. Đạp nè, nằm chưa? Nằm rồi à. Ở đâu vậy? Đây nè. Sai lầm người mới chơi các bạn, đặt quá sớm. Các bạn đặt quá trễ chứ. Chơi con từ đấm niệm mà phải đặt sớm nha bạn, mới là vô phải đặt đi. Đó. Chứ đừng đợi dí mới đặt. Dí đặt thì chết sớm. Ôi. Ê. Thằng đứa nằm trốn đây. Ê. Không vậy. Chết chà. Sao đây? Ôi. What? Sao đây chết từng đó được? Sao đây chết từng đó? Không dính được, không đúng à. Phải đợi, phải trúng một phát mới cứu không bạn. Ok. Cứu con mùi sao đi, thằng này sắp chết rồi, phải dí rồi thằng này luôn. Fuck. Shit. Ôi trời, chưa cả té tới chứ. Từng đây. Ở đây dí một thằng nó thở, cười. Trời ơi, sao tao thở à. Thời gian hết đồ bay luôn. Nếu nào nữa. Tao nói là làm á. Chị ơi cứ nhìn mình. Nhìn đi cho mày nhanh. Nhanh. Bỏ đi. Tay cầm nảy. Bạn đi.
mới trở lại đây thôi mà sao gặp với một cái tem mà phải cứu nhau như vậy. Nhất nhất phải cho ta với một đứa đấy mà tao ta thở chứ gì. Mày sửa được mấy mấy rồi mày sợ mày thở quá vừa rồi nhất giờ đó được tao thở chứ. Ê ê với được nãy nè này chết rồi. Không với thì nó để nó thoát thì tệ quá. Ê nó còn chơi khá là ngu nữa. Ê tay con này cắn cái chừng nào vậy. Trời đất bà, trời đất ơi, bà mẹ vì tao nụ. Tay con này ngắn quá. Quên mất rồi, cây con này ngắn quá. Giờ phải dí đến đụng người đó luôn mới đánh bà. Từ bà. Yeah đó. Lâu mày chơi bao lâu ngày rồi quay trở lại tự game này phải nói hơi yếu các bạn ơi. Ở đó hồi máu đi bắt được bay sau thế nào sẽ giết hết được bay à. Bùi lên chính mình mà. Ok à, bà ấy kìa đâu à, đến tìm đây. Yeah. Wow. Trả phải mục tiêu. Ê ủa tôi tưởng bay qua hết từ chứ mình bơi mới lại cái này không bay qua được ba lớp các bạn, không bay được một lớp rồi. Ê lại ơi đâu rồi. Ê dính luôn đi. Mình nói nhầm bạn một cái giỏi lắm chưa chạy đâu. Tính đến khi tao khôi dĩ vậy tao lâu ngày tao chơi quay trở lại à mới cầm mạnh mẽ lắm. Bữa này khá sung sức nha à, mày không có cứu được đâu gà ra mày có thể chết thôi này đã sung sức rồi còn miễn phí con chi xa nữa thăm dễ ngăn cản. Ê bắt rồi đứng sao vậy ta hả nó cùng cứu hả nó đứng đó cùng cứu. Mình chỉ cần một hay là con thôi bỏ đi giết cả hai luôn. Đã hai đã bị gục để cân nhạc thôi mà quá nhẹ việc nhà lên cao. Ở nhà đổ mưa nha bạn, hãy về đi cho mình lên ghế nha, chỉ cần ngửi chưa tể đâu đâu rồi phải nhanh lên mày một máy thôi. Ê what máy chưa bận hả nó xin nhanh vậy trời ơi. Ê what tao làm nhanh rồi. Ê sao bạn cả ba đã ra đây không có ai chơi máy không phải lo. Ê what tao làm nhanh đây nhớ nhắn nào vậy. Quên đây đi đây. Cái gì vậy? Gây, cái này phải tìm kỹ thuật các bạn. Tập tư, mày không dính, quất, quất ra, trời, đánh như bây giờ. Ờ, hết chìm rồi con. Ờ, đi đâu đây? Ê, ư, trời ơi, nghĩ sao vô trọng không đánh được vậy? Cái gì bắt đầu hỏng bạn, lâu rồi, cháy không chút nghỉ luôn. Đây nhưng bây giờ lại cái gì quá. Bay qua. Hello. Hello. Dính. Coi cái này. Nhanh vậy. What? Mà bác sĩ đâu? Ừ. 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 Phải dí đó thằng tiên tri trước. Dính cho vậy
chúng có chê mới chết, trời ơi chúng bự quá. Rồi qua đây đi cha. Yeah, thằng kia nữa. Ấy da, tích nhữ nhiều lắm mày ha, dễ hết rồi ha. Không có chèm hay cái tôm không hả? Hả? Đi cầm một chút đi. Biết cầm một máy nha mày. Dạ, dễ nha em. Bye bye. Đi chạy vào bạn cũng xong. Tôi quay rồi thì chậm lắm. Em này tôi nhắc hơn. Ê, một phát vô mặt. Sóc mặt cho em. Chúng mình tự tay không tự nàng mà. Cái bùng bẫy đây thế nào cũng chết à. Rồi đây đây đây. Ê ê tao kia. Ê chạy các bạn sao mày dí hàng này trước chứ tính sao không được à. Tại phải nói là trận đấu mà gây go nhất mà từng chơi luôn mạnh. Cũng đúng mọi ngày mà mình phải trở lại chứ. Wow, một ngày lâu mà chưa chơi mà lại gặp trận đấu hay ho đến này. Mình nói là rất là hiếm gặp các bạn. Wow, mình chỉ mới học cách edit video một xíu mà nó gặp một trận hay đến vậy rồi. Ok, chơi nào. Ê, ngu à, ngu nè. Ok, đã đầu hàng. Đây là một trận đấu rất là hay thưa các bạn. Vì sao thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhấn like, subscribe, chuông để mà theo dõi những video mới nhất. Nào, bạn hãy chia sẻ nó nếu bạn thích video này, hoặc không cũng được. Tại vì nếu bạn không làm, chắc chắn sẽ người khác làm thôi. Bye bye.